Vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải đã ký quyết định thông qua thi công đường Vành đai 3, đoạn Tân Vạn - Nhân Trạch đã giúp cho thị trường bất động sản khu Đông thành phố Hồ Chí Minh đang dần nóng trở lại. Hầu hết các nhà đầu tư phát triển bất động sản đã sẵn sàng với nhiều sản phẩm với mức giá cạnh tranh, hình thức hỗ trợ khách hàng thực sự hấp dẫn. Một trong những dự án đang nhận được sự quan tâm của khách hàng là khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng Đại Phước Lotus của chủ đầu tư Vina Capital, tập đoàn hàng đầu về quản lý đầu tư và phát triển bất động sản tại Việt Nam. Đại Phước Lotus hiện là khu nghỉ dưỡng gần thành phố Hồ Chí Minh nhất, cách sân góp Gyeongsang của Hàn Quốc chỉ 800m, được ví như hòn ngọc phía đông của thành phố Hồ Chí Minh. Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng Đại Phước Lotus được phát triển trên tổng diện tích hơn 200 hectare, bao gồm 6 phân khu. Giai đoạn 1 của khu đô thị thuộc phân khu 5 rộng 22,44 hectare, bao gồm 332 căn biệt thự đơn lập và song lập cao cấp, xây một trệt một lầu hoặc một trệt hai lầu, từ 2 đến 5 phòng ngủ, với tổng diện tích xây dựng lên đến 378m2 trên khuôn viên đất rộng từ 300 đến 612m2. Các biệt thự được thiết kế tinh tế, chú trọng cả tính thẩm mỹ và tiện dụng, đáp ứng nhu cầu ba thế hệ ông bà, cha mẹ, con cái, được bao bọc bởi khuôn viên cây xanh và sông nước, đã hình thành một cảnh quan thanh bình, tuyệt đẹp trên đảo Đại Phước, tạo cho cư dân môi trường sống gần gũi với thiên nhiên. Bên cạnh đó, khu trung tâm thể thao rộng hơn 9.000m2 cũng đã hình thành, gồm khu vui chơi giải trí cho trẻ em, hồ bơi và picnic ngoài trời, coffee shop và cửa hàng tiện lợi, sân tennis, gồm sân golf tiêu chuẩn quốc tế 18 lỗ và dịch vụ vận chuyển bằng đường thủy chỉ mất 30 phút di chuyển, thuận tiện cho việc đi lại của cư dân Đại Phước. Với trải nghiệm thú vị bằng tàu, bạn có thể đến Đại Phước Lotus với mong muốn sở hữu ngôi nhà thứ hai để an cư và nghỉ dưỡng, tận hưởng giá trị cuộc sống cùng với gia đình, người thân để thư giãn sau một tuần làm việc căng thẳng. Dự án này rất là gần thành phố, chỉ trong vòng chưa đến một tiếng đồng hồ mình có thể đi bằng những phương tiện như là cano, xe ô tô hoặc là thậm chí cả xe máy là mình có thể mình đến địa điểm ở đây rồi. Từ một cái chỗ gọi là rất là đông đúc khói bụi sang đến một chỗ là hoàn toàn yên tĩnh, có sông nước, có cây cối, rất là thư giãn. Sau hơn một năm kể từ ngày quyết định mua và hoàn thiện căn nhà thì đến giờ là các anh và chị đều hài lòng với cái quyết định của mình, nhất là với cái sự chăm sóc từ bên phía Vina Đại Phước, Vina Capital. Họ chăm sóc, họ quan tâm, họ đối xử với khách hàng, với những cư dân ở đây rất là tốt. Dự án đường Vành đai 3 sắp tới cũng sẽ được khởi công, và một khi nó đã được hoàn thành rồi thì là cái cự ly mình di chuyển từ thành phố đến đây nó được rút ngắn rất là nhiều. Và với những cái tiện ích hiện có và với cái quy hoạch của cái khu đảo Đại Phước này, anh nghĩ là cái tiềm năng mà về sinh lợi của nó sẽ rất là cao. Với những người làm việc chăm chỉ, ngôi nhà thứ hai không còn là giấc mơ mà chính là hiện thực, một sự lựa chọn để hoàn thiện giá trị cuộc sống. Hiện nay, chủ đầu tư Vina Đại Phước thuộc Vina Capital đang chào bán đợt cuối cùng với mức giá chỉ từ 3,8 đến 9,2 tỷ, chưa có thuế giá trị gia tăng. Thanh toán 50% nhận được nhà ngay, tặng gói nội thất cao cấp hỗ trợ cư dân hoàn thiện nhà và cam kết thuê lại 7% một năm tổng giá bán biệt thự. Các nhà đầu tư kỳ vọng tiềm năng sinh lợi rất cao trước khi đường Vành đai 3 khởi công vào cuối năm nay. Chủ đầu tư phục vụ cano và ô tô miễn phí từ khu du lịch Tân Cảng và quận 1. Tôi cũng hay đi du lịch trong nước, nhưng phải bay nhiều giờ để đến Đà Nẵng, Nha Trang hay Phú Quốc. Tôi đã mất quá nhiều thời gian cho kỳ nghỉ của mình. Còn đến với Đại Phước Lotus, tôi được chủ đầu tư hỗ trợ cano miễn phí tại khu du lịch Tân Cảng và ô tô đưa rước để đi chợ. Môi trường sống ở đây thì quá tuyệt vời. Nhà tôi có sân vườn, có thể trồng cây ăn trái, tiểu cảnh, chim hót. Cái anh bảo vệ cũng rất thân thiện. Tôi thấy được sự bình yên, tránh xa cái hối hả, tất bật của Sài Gòn đông đúc. Thường thì cuối tuần nhiều cư dân và người Sài Gòn vào đây thuê lắm. Rất đông và vui. Họ tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí trên đảo. Nói chung tôi thấy hài lòng về dự án này. Tôi cũng đã rủ nhiều bạn bè về đây ở và BBQ ngoài trời, câu cá. Tôi thấy người ta cắm Vành đai 3 cách đầu Đại Phước khoảng 500m rồi. Khi đoạn đường này hoàn thành từ 2 đến 3 năm nữa, thì tôi có thể tự lái xe đi làm ở trung tâm thành phố. Với việc tiến độ triển khai dự án đường Vành đai 3 được tăng tốc, cùng với vị trí đắc địa và nỗ lực mang đến cuộc sống tiện nghi của chủ đầu tư, dự án Đại Phước Lotus dự kiến sẽ là một trong những điểm đến thu hút khách hàng trong thời gian tới.